Thưa quý vị và tất cả các bạn, đã mở cánh cửa thứ ba, bây giờ chúng ta còn cánh cửa thứ tư, là phần khó khăn mà trưởng phòng thứ tư sẽ dành cho vị khách cuối cùng trong chương trình hôm nay. Đó không ai khác, chính là siêu mẫu Xuân Lan. Chúng ta cùng xem cô đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Hôm nay cái ngày đầu tiên ngồi ở đây với cái chương trình Ơn Giờ Còn Đây Rồi, Xuân Lan cảm thấy đang rất là hồi hộp. Xuân Lan nghĩ rằng với cái hình ảnh của mình thân thiện, mình sống bản năng, mình hơi khùng khùng một chút, hơi tưởng tượng một chút, và có lẽ là cái sự nhanh nhẹn của mình, cái sự đối đáp nhanh nhẹn của mình cũng giúp cho mình sống sót được qua nhiều cái sự mà tra tấn hiểm hóc của các anh chị em, nhất là anh Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, chị Việt Hương. Tất cả những cái anh chị đó sẽ luôn luôn đưa ra những cái tình huống rất là khó mà bắt mình xử lý. Ơn Giời là mình cũng có một chút phản ứng lanh lẹ để mình đỡ phải bị chết thê thảm với mấy cái người đó. Xuân Lan hy vọng gặp được Trấn Thành, Chí Tài, Trường Giang, chị Việt Hương. Xuân Lan hy vọng rằng mình sẽ gặp tình huống mà dở khóc dở cười nhất để mình xem cái phản ứng nó tới đâu. Và thực ra khi mà mình xem phản ứng mà mình một cách đột ngột và ngạc nhiên thì mình mới gây được cái cảm giác thú vị cho bản thân mình và cho khán giả nữa. Với những bộ trang phục rất đặc biệt, hứa hẹn rằng chúng ta sẽ có một quang cảnh, hoặc chúng ta có một bối cảnh, hoặc chúng ta có một câu chuyện, hoặc ít nhất là chúng ta có những tình huống rất thú vị đang chờ đợi. Nào, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để đến với Xuân Lan. Xin mời. Tôi phải xin lỗi bạn, tôi có một hành động mà phải ngăn chặn bạn lại ngay, bởi vì theo nguyên tắc là bạn không được phép đứng trên này để bạn nhìn thấy chúng tôi đã chuẩn bị cái gì. Wow, trông rất võ hiệp, trông rất được. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ vào vai gì? Thật ra thì em chưa biết, nhưng mà em chỉ biết ra là một cái vai cổ trang. Tôi thì tôi thấy bạn có vẻ trông như là tiểu lý phi đao. Lông mày hình lưỡi mác này thì cũng khó là văn lắm, nhưng mà cũng chẳng biết thế nào. Anh ơi, bây giờ người ta văn võ song toàn. À rồi, bạn sẽ mở cánh cửa này ra. Bạn là khách mời cuối cùng. Khán giả đang kêu lên là trời ơi, tức là không biết đang cái gì đang chờ bạn. Bạn có lo lắng không ạ? Em nghĩ thật ra đến sân chơi này thì em thực sự rất là thoải mái và rất là tự tin. Em nghĩ là em sẵn sàng. Nghĩ là sẵn sàng, túm tay tôi rất chắc, mà tay lại hơi lạnh một chút. Thôi mình cứ sống đúng với mình đi, đừng có gồng lên làm gì cho nó mệt. Run thì bảo là run. Có ai đời mà nói sẵn sàng theo kiểu là em cũng đã sẵn sàng. Bạn sẵn sàng, bạn mở cửa ra. Mọi người vỗ tay. Ơn Giời, Văn Tiên tràn đây rồi. Nàng là ai? Trời ơi, cứu thiếp đi. Cứu thiếp đi, có người muốn giết thiếp. Nàng làm gì vậy? Có người muốn giết thiếp. Sao giết? Ai mà giết nàng? Băng bó vết thương, băng bó vết thương. Lá cây là phải nhai mới băng được. Lá cây là người ta... Không, lá cây thiệt bên kia kìa. Đó, nhai đi rồi vết thương cho thiếp. Dò đi nàng ơi. Nè, ta phun nước miếng cũng y chang nhai. Thôi thôi khỏi đi, thôi khỏi đi. Thôi khỏi. Giống nhau mà nè. Thôi khỏi đi. Thôi bữa nay người ta sạc cái này cho nó lẹ. Anh lên, nhanh lên. Trời ơi, nàng ơi, cái này nàng làm ta mất bình tĩnh. Ta nên mà... đau, thiếp đau. Ôi. Không phải ở đó, cái này là máu chảy xuống thôi chứ vết thương nằm trên đây. Khoan đã, hãy cởi áo ngoài của thiếp ra rồi mới băng bó được. Cởi áo ngoài. Anh Sàn nàng ơi, nàng vì ta máu hồng tuôn chảy. Không có, bị rắn cắn chứ gì hồi nào. Ủa vậy hả? Ủa? Sao mà rắn gì mà cắn tới đây vậy? Thì rắn mà nó thích cắn cho nào nó cắn ha. Rồi con nào mà nghiệt ngã gì nè? Con rắn. Rắn nào? Biết tên nó chết liền, rắn đâu có tên. Liền lại rắn nè. À, nhẹ tay. À. Đàn ông thật là tàn nhẫn. Kéo áo người ta xuống rồi thì kéo lên đi. Ta đố nàng có người đàn ông nào mà cởi áo phụ nữ ra mà mặc lại cho họ hay không? Đàn, hãy đỡ thiếp dậy. Từ từ. Từ từ. Ô, thiếp đau quá. Chàng ngồi xuống đi chàng.
chàng có nhớ ta không? Nàng là ai? Trời ơi, chăn gối bao nhiêu năm bây giờ hỏi ta là ai? Đàn ông thật là tàn nhẫn. Màu xanh. Hãy nhìn cái khăn của ta đi. Trào lưu quấn khăn là từ ta chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng đâu. Màu xanh, vậy chắc chắn nàng có liên quan đến cái chữ Thanh. Đúng, ta chính là Thanh Muội đây. Vẫn chưa nhớ ra. Thôi, khỏi nhớ cũng được. Hôm nay đi dạy học về có mệt không? Ta có dạy gì đâu nàng ơi. Chàng ơi, hãy làm một bài thơ cho thiếp nghe được không? Vợ là con khỉ già, em vợ là một bông hoa, còn nàng thì giống con gà. Có ai nói chàng vô duyên thúi không? Thật ra người có duyên thì rất nhiều, rất 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 nhiều. Còn người vô duyên mà có vô duyên để cho khán giả vỗ tay thì rất hiếm. Hiểu rồi. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Chàng làm việc cũng nhiều, thôi cứ ngồi đi, đừng có đứng lên làm gì. Cũng mệt mỏi, để ta xoa bóp cho chàng. Ăn trái cây nha. Ăn trái cây cho nó có vitamin. Đây là nho đó, ở trên vùng lạnh giá mang về đó. Hai chúng ta cùng ăn nha. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng ăn bún riêu mắm tôm không hả? Phụ nữ như nàng ế là đúng rồi nàng ơi. Ngồi đi, ngồi đi. Chàng. Trời ơi. Thiết vô duyên lắm hả? Nếu mà vô duyên thì cũng xứng với ta. Đúng hả? Rồi, nồi nào úp dung nấy. Chàng ơi. Ơi. Chàng có biết tình là gì không? Hỡi thế gian, tình là chi chi mà sống chết có nhau. Ta hỏi rồi, hỏi lại ta chi vậy? Thì ta không biết, ta mới hỏi lại nàng. Nói cho chàng biết, đêm nay là một đêm trăng thanh vắng. Ôi chàng ơi, có cầu vồng kìa. Cầu vồng? Ôi bảy sắc cầu vồng, y chang thái độ của nàng trong một ngày thay đổi. Không, cầu vồng xuất hiện chúng ta phải ước một điều gì đó đi. Hãy ôm thiếp đi chàng ơi, ôm thiếp đi. Thôi ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại. Chàng giấu gì trong áo mà đè ngực thiếp đau quá? Đây là cái chống gươm giáo. Gươm giáo đâm vào sẽ không bao giờ đụng được người ta. Chàng chỉ có dạy học chứ có ra chiến trường đó mà gươm giáo gì chống ở trong đó. Sao ta hỏi vậy nè, phụ nữ phải mềm mại một chút. Sao rờ vào người nàng giống như là một bức tường vậy hả nàng ơi? Thôi, thô thiện, thô thiện. Đàn ông thô thiện, sàm sỡ người ta. Nàng đừng nổi giận. Thô thiện. Ta làm thơ tặng nàng. Nàng đừng vội nổi giận. Ta khen nàng giống bức tường là ta khen nàng đó. Nàng có nghe người ta nói không? Nói cái gì? Bưởi rồi cũng thành mướp. Chỉ có bức tường là mãi mãi trường tồn với thời gian. Chàng ơi. Ơi. Vậy? Chàng có biết loài rắn nào là độc nhất thế gian không? Loài rắn nào mà độc nhất thế gian? Rắn nào cũng độc. Ý chết cha. Chàng quên một điều. Điều gì? Sao hút độc độc mà nãy giờ không phun ra? À, trời ơi. Thô thiệt, thô thiệt. Ta phun rồi. Phun cái đấy, phun cái mặt người ta vậy? Nàng đâu có dặn ta phải phun cái đó. Phun ở ha, quên. Chàng ơi. Ơi. Nhiều khi thiếp bâng quơ nghĩ, không biết có phải là sự thật hay không. Gì vậy? Hai. Hai. Mới hồi nãy có bầu. Bậy, wifi còn có hai vạch à. Ở trong kia ba vạch, ở đây có hai vạch thôi. Ta hết hồn. Giỡn chứ có thai thiệt rồi đó. Cái gì? Có bầu. Ôi nghe qua giờ xét đánh ngang ta. Chớ hại ta. Là
động ngôn. Trời ơi, làm người ta có bầu giờ nói tôi hại mấy người hả? Rồi đàn ông gì kỳ vậy? Đàn ông quan trọng là biết nhận trách nhiệm. Bây giờ chàng phải làm sao đây? Tao làm gì nàng? Tao mới lấy lá tòa nhà tao phun một bãi nước miếng vô thôi, làm sao mà có bầu được? Cái đó là chuyện hiện tại, còn chuyện quá khứ cách đây một tháng về trước. Một tháng về trước? Cũng tại rừng cây này. Chàng nói đi với chàng vui lắm, vui lắm. Có vui gì đâu. Bây giờ chàng mới nhận đi, đừng đổ lỗi cho định mệnh nữa. Rồi, tao nhận đi. Nhận. Đứa con này là của chàng. Nhận. Tại sao? Tại sao chàng lại lén lút làm những cái chuyện bà sầm bậy như vậy? Hả? Thanh mùi. Bạch tuộc. Cái gì? Bạch tỷ. Bạch tỷ. Bạch tỷ. Thanh mùi. Qua đây. Không. Con với Tiếp. Tại sao? Tiếp không có làm. Trời ơi, thanh bách. Tiếp không có làm, người ấy chủ động. Cái gì? Làm xíu đây hả? Ta đâu có chịu mà đè. Đâu có chịu mà đè. Nói cho tự nhiên nghe. Thiết bị. Bị gì? Bất động sau khi người ta chủ động. Dân đi. Tại sao chàng đối xử với Thiếp như vậy? Thiếp là hiến dân cam cuộc đời con gái cho chàng. Tại sao chàng có thể đối xử với Thiếp như vậy? Tại sao? Bạch Nhi. Làm sao đây? Đứa con giờ không có cha. Trời ơi. Vậy thì cái thai trong bụng của Thiếp làm sao? Đã chị nói rằng. Cái gì? Nhìn đây, sống với hai nàng, răng mà còn rụng. Nhìn đây. Hả? Trời ơi, thì ra là chàng trong lúc gần gũi mũi của ta, chàng đã cắn tới rụng hết hàm răng. Chàng còn nói nữa sao? Hãy trả lại. Trả lại cái gì? Hãy trả lại công lý. Ổng mơ bên kia quên. Cái gì công lý ở đây? Hãy trả lại đạo lý cho Thiếp đi. Nè, chàng trả lời. Mùi ấy và Thiếp, chàng chọn ai? Ta không chọn ai hết. Hả? Trời ơi. Ta chỉ nói rằng giữa hai nàng ta không còn tình yêu với ai hết. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vì sao? Hình ảnh đẹp của Bạch Nương hoặc là Thanh Muội đã mất rồi. Người ta yêu ngày xưa đã lui về dĩ vãng. Vậy bây giờ chàng yêu ai? Chàng yêu ai? Bây giờ chàng yêu ai? Chàng nói đi. Chàng yêu ai? Ta yêu giám khảo Hoài Linh. Ai làm vậy? Cái ông đó là ông nào? Chỉ nhà đi. Ông ơi. Hả? Cuối cùng, cùng thì ơi cũng ở đây rồi. Trời ơi. Trời ơi, pháp sư, trốn đi, pháp sư sẽ bắt mình đó. Trốn đi, pháp sư. Thật không ngờ. Thật không ngờ cho một khu rừng như vậy có con hai con yêu quái xấu quá. Mày nói cái gì? Nhà ngươi không được nói hai người này là yêu quái. Đúng, chứ tại sao? Bởi vì nhà ngươi nói nhan sắc này là yêu quái là nhà ngươi xúc phạm yêu quái, có biết không? Trời ơi, chàng nói cái gì vậy? Rất tuyệt vời. Phải nói là trong một cái khung cảnh như thế này, chúng ta đã được xem một cái câu chuyện rất là cổ trang và không thể đoán biết là nó ở thời nào. Chỉ có thể đoán biết được rằng là đây là một câu chuyện xảy ra trong tưởng tượng mà thôi. Và mỗi người sẽ có những cảm giác khác nhau, cảm nhận khác nhau. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Chắc có lẽ là ai cũng biết cái tích Thanh Xà Bạch Xà. Và ngày hôm nay mình coi là Thanh Xàm Bạch Xàm. Ai cũng xàm hết đó. Và trước tiên là cảm ơn anh Chí Tài, cảm ơn Trường Giang, cảm ơn Eagle Tân đã hỗ trợ để hành hạ cho Xuân Lan. Về phần Xuân Lan, em rất là đúng cái chất của em. Lúc nào cũng lanh lợi, lúc nào cũng nhạy bén, hóm hỉnh hài hước. Anh thấy em diễn như không diễn vậy đó. Giống y như cái tính cách ngoài đời của em. Và em không có một cái chút nào căng thẳng. Và em gỡ tình huống, em xử lý tình huống. Nó rất là nhẹ nhàng. Tuy có những cái câu thơ nó hơi... đúng là xàm thiệt, nhưng mà con gái là cái xàm nó vui. Cảm ơn Xuân Lan. Xuân Lan, em có muốn nói gì về cái phần của mình không? Hôm nay em rất là ngạc nhiên khi mà anh Tài vô vai của Bạch Xà. Tội nghiệp Bạch Xà ghê lắm. Em xin lỗi anh Tài. Em nhìn vô mặt anh Tài là em không có cái gì mà thốt lên lời bằng cái hầm râu hết. Con rắn bị đột biến gen. Nhưng mà nếu mà em đã biết cái tích Thanh Xà Bạch Xà này rồi, mà hồi nãy Trường Giang nói cái câu này,
mà em nếu mà em nhảy hơn chút xíu nữa là nó sẽ thú vị hơn nè. Là lúc đầu tiên ra là nói đây đây con rắn nó cắn em nè, con rắn nó cắn em chỗ này, em chỉ cần nói là nàng cũng là rắn mắc mớ hai con cắn nhau mà mày nó dữ lắm, mà con thanh xà này nó dữ lắm.